ចូលទៅប្រាសាទ កំពង់ ស្វាយ នៅក្នុង ខេត្ត កំពង់ ធំ ប្រាសាទ កំពង់ ស្វាយ ដែល មាន ឈ្មោះ ថា ប្រាសាទ ប្រមុខ 4 លោក អ្នក មក តាម ដាន ជាមួយ យើង ដូច តត ទៅ នៅ ទិដ្ឋភាព ប្រាសាទ កំពង់ ស្វាយ ក្នុង ខេត្ត កំពង់ ធំ យើង នេះ នៅក្នុង ព្រៃ តែ ម្ដង ប្រាសាទ ប្រមុខ 4 មើល ពី ក្រោយ ទៅ ជុំវិញ ប្រាសាទ ហុំព័ទ្ធ ដោយ ព្រៃ
Nếu chưa chăm lặn nơi Prasat bằng tia Kompong Svay bằng tay mặt đó. Cứ dương mọc đo và sạp cầm bông xoay tay mặt đó. In here. Khi mình đã lấy này cứ chia mình đã lấy rồi có phát sát cái đây số lăng xám sinh nó cứ chia phát sát cắt cái đây. Để chia riêng hai trở bảy bạc tổng ốc. Tụ khlong thuyền này miền bì chuồn. Rung bò tự đòi vò. Okay.
Nhi dương mặc áo tua và sạp tại mặt đó. Đang cơ thông nào. Và dương một mưa chạy đây Rồi mà hạt sạch dương mưa Thầy con đối với thật này Mua là Để thầy Con lão xứng nhỉ Bàm mưa và sạp thì tịch thì sạp ná Mà. Từ cái chuyện từ chung mọc đó cứ sợ Mệt buồn chứ đâu Rồi